Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh xin chào toàn thể anh em loa và phụ kiện săn bẫy nhá. Hôm nay xin giới thiệu cho các bác chi tiết về cái bộ thòng bẫy đa năng mà shop đang cao cấp đang cung cấp cho anh em nhá. Bộ thòng lưới đa năng hàng cao cấp nhá. Giới thiệu anh em chi tiết và cái thòng bẫy như này xem như thế nào để các bác nắm được mua hàng cho nó yên tâm nhá. Ngoài thòng bẫy ra thì bên shop còn có cung cấp thêm con mồi giả như là con cuốc này này. Các bác nhìn đây. Đây con cuốc, cái hàng này thì hàng rất là đẹp, không như cái hàng đợt trước. Hàng đợt trước thì nó không được đẹp lắm, không được đẹp bằng. Còn hàng này hàng đẹp cực kỳ các bác nhá. Anh em nhận được là không phải chê. Hầu như là không phải chê tiếng nào hết, là cái hàng chim mồi giả này. Các bác mua thòng thì kết hợp mua luôn chim mồi giả nhá. Shop cảm ơn nhá. Ở đây là bộ thòng bẫy đa năng này. Trước khi giới thiệu với các bác thì nói giá cho các bác luôn để các bác tiện theo dõi để các bác mua hàng. Thòng này là thòng hàng đẹp, hàng làm cầu kỳ, hàng cao cấp, hàng đắt tiền. Nói trước với các bác là như vậy. Giá của nó là 700.000. Đã bao gồm cước chịu phát nhanh cho các bác. Và mỗi bộ thòng này sẽ tặng cho các bác thêm 5 sợi dây, 5 sợi dây thòng để các bác sơ cua. Trong cái trường hợp bị đứt các bác tự thay thế nhá. Thòng này là giá đắt là 700, bao cước chuyển phát nhanh cho các bác đi toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền cho người giao hàng. Còn các bác nào mà có nhu cầu không muốn nhận nhanh, túc tác nhận từ từ, chuyển phát thường thì là cái giá nó sẽ được giảm xuống. Thì lúc đấy là các bác trao đổi trực tiếp với lại thỏa thuận với shop nhá. Thế còn shop cứ bán theo cái giá là bao ship chuyển phát nhanh cho các bác, giá 700.000. Đây các bác nhìn nhá. Bộ thòng này ấy, chất liệu đầu tiên, cái khung thòng này làm bằng kẽm nhá, làm bằng thép, thép AC các bác nhá. Thép AC nó gọi là cái thép lõi dây cáp điện ấy, là thép này là thép không rỉ. Các bác càng ngày càng dùng thì nó càng xanh lè xanh lẹt ra, nó không có han, không có rỉ nhá. Đấy, thép AC chứ không phải là sắt sơn các bác nhá. Chất liệu dây thòng các bác nhìn đây, em quay tổng cho anh nhìn thấy tổng thể. Làm rất là đẹp, rất là tròn đều, đạt gần như là tới những cái vòng thòng này, nó đều nhau tới khoảng hơn 90% các bác nhé. Còn đòi hỏi 100% thì đúng là không thể đòi hỏi được, còn là hơn 90%. Các bác nhìn thấy rất đều, rất đẹp. Thòng này làm rất là kỹ, các bác nhìn phía trên này. Và cái dây liên kết, dây liên kết này, dây liên kết giữa dây thòng và khung được liên kết bằng sợi đồng, và quấn phía cuối của mỗi lượt liên kết này là có dán keo lại cho khỏi bị bật dây đồng người ta, chứ không phải là liên kết bằng cái sợi dây chỉ đâu các bác nhá, dây chỉ dây dù đâu. Nó rất là kém, theo thời gian nó mục là nó hay bị đứt. Còn dây đồng này là nó rất là bền. Còn các bác nhìn đây này, cái thòng này làm rất là kỹ càng, chính xác, rất độ chính xác rất là cao. Các bác nhìn đi, 10 khung đang xếp vào nhau mà cái liên kết này này, độ chia dây thòng ấy, chia thòng ấy, nó đều nhau đến 99% luôn, nó thẳng tắp luôn, các bác nhìn thấy không, không có so này, không có so này à. Đấy, nửa ni luôn nhá. Đây còn phía góc này này, các bác nhìn này, 10 khung bẻ 10 góc y như nhau luôn. Đấy, cái đồ này là đồ làm rất kỹ. Các bác shop nói đầu tiên là cái giá cao ấy, là lý do như vậy nhá. Đây các bác nhìn này, khung nó đều nhau chăn bằng chân trịa luôn. Hàng làm rất là kỹ càng nha các bác nhá. Cái miếng gỗ mà miếng gỗ dưỡng này nhá, gỗ dưỡng này ấy, thì cũng làm rất là kỹ càng. Ở phía dưới này thì khoét hình bán nguyện hai bên để tạo ra cái thẩm mỹ. Và cái gỗ này thì có được phủ qua một lớp PU các bác nhá, phủ qua một lớp PU để cho nó chống ngấm nước rồi đấy, cho nó bền hơn đấy, chứ không phải là cái gỗ thịt không đâu các bác nhá. Gỗ thịt không thì không có cái màu này đâu. Màu này là đã nán qua lớp PU rồi. Và các bác để ý cái tay cầm này. Tay cầm này là chất liệu inox các bác nhá. Tay cầm chất liệu inox. Thiết kế rất là tinh xảo, khoét lõm xuống. Đấy, khoét lõm xuống. Cái này thì cái mẫu thòng này thốt bà shop đã bán từ trước đến giờ rồi. Như đợt trước thì nó có ít hàng quá, nhiều khi về chưa kịp làm clip, anh em đã lấy hết rồi. Thì đợt này từ bây giờ là cái nguồn hàng nó sẽ dồi dào hơn. Giới thiệu chi tiết với các bác là như vậy nhá. Cái tay cầm này có khoét trũng xuống để cho các bác cầm nắm vào đây. Nó rất là thoải mái, nó rất là dễ chịu nhá. Và nó tạo nên cái tính thẩm mỹ cao. Cái hàng này là hàng làm rất là kỹ. Các bác nhìn đây thì các biết này. Quay trực tiếp đây. Thế đây là về cái phần mặt sơ sơ mà bên ngoài. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết đến các bác đến cái sợi dây thòng nhá. Cái sợi dây thòng. Đây. Em quan sát là các bác thấy được một cái vòng này.
cái này ấy, được làm bằng cước các bác nhá, bằng cước Nhật. Cước Nhật này, phía cuối này là có sợi dây dù siêu bền. Em quay sát cái khuyên đồng của cho anh em xem, rõ không? Cái khuyên đồng này, phía cuối nữa là có khuyên đồng. Và khuyên đồng này được hàn theo công nghệ là hàn bạc, không phải là công nghệ hàn hơi bình thường, hàn gió đá bình thường đâu các bác nhé. Công nghệ hàn bạc. Đấy, làm rất là kỹ. Em quay rõ cái dây này, thấy rõ cái dây này không? Hay là tối? Để sang cái này cho sáng này. Thấy rõ dây không? Nhìn rõ cái dây này nhé. Cái dây này là dây đan theo kiểu đan theo kiểu đây này, đan theo kiểu tết sam các bác nhé, đan theo kiểu tết sam tóc chứ không phải là đan theo kiểu đây các bác nhìn rõ này, cái màn hình điện thoại nó hơi lóa. Nói chung là nó đan theo kiểu tết sam tóc, bốn sợi đan vào với nhau nhé, bốn sợi đan với nhau chứ không phải là cái kiểu xe tròn đâu các bác nhé. Không phải kiểu xe tròn đơn giản, kiểu xe tròn đơn giản thì nó rất là dễ rồi và độ bền nó không cao. Và khi mà người ta đan theo kiểu xe tròn đấy thì bản thân bốn cái sợi đấy nó đã có độ sẵn rồi, nó đã có độ sẵn rồi thì khi các bác mà mắc bổ ấy, nó quấn ấy thì nó xoắn rất là nhiều, các bác sửa lại rất là khó, nhiều khi là hỏng cả cái sợi thòng luôn, đánh được một lần nó hỏng. Nhưng mà cái này thì độ bền nó rất là cao, các bác có thể sửa đi sửa lại được nhiều lần. Đan theo cái kiểu tết sam tóc các bác nhé. Và đan ấy thì là rất là dày dặn các bác nhá, đan rất là dày, đan rất là dày đấy. Ngay cả cái việc mà đan cái sợi dây thòng này mà dày hay thưa ấy thì nó đã chênh nhau về cái công, chênh nhau về thời gian rất là nhiều các bác nhá. Đây, hàng này là hàng làm kỹ, hàng làm rất là kỹ luôn các bác nhá. Đấy, thì giá thành nó cao như là tôi đã phổ biến rồi đấy. Đấy, các bác là thấy là có dây dù siêu bền này, đan là đan theo kiểu tết sam, không phải đan xe tròn, đan tết sam bốn sợi vào với nhau nhé. Cước là cước đạt đúng tiêu chuẩn như là cước làm thòng. Các bác mua hàng thì mua đồng liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop đây nhá. Đây, 4 đầu số điện thoại cho 3 mạng, bác mạng nào thì các bác liên kết liên hệ với số đầu mạng đấy để cho cái chi phí được thấp đi nhá. Mong nhận được sự ủng hộ của anh em dành cho shop Ngọc Ánh nhá. Các bác vui lòng đăng ký kênh YouTube thì các bác sẽ cập nhật được nhiều sản phẩm hay hơn nữa nhé mà shop giới thiệu cho các bác. Rồi xin chân thành cảm ơn nhé. Anh em có nhu cầu mua bộ khung thòng bẫy đa năng, khung thòng bẫy đa năng các bác nhé. Rồi xin cảm ơn anh nhé, hẹn gặp lại trong những video sau.